Ok, bây giờ thì mình sẽ vào code thử nha. Đây, ở đây nó đang có sẵn là chia xa luôn, các bạn chia xa như cũ nè. Đây, chia xa vẫn là 80 nha. Rồi, DCC, DCC hình như là cũng không có gì thay đổi các bạn. DCC, nếu nhớ không làm DCC thì không có gì thay đổi nha. DCC các bạn. Ồ, DCC bị trừ 1 rồi các bạn ơi. DCC đã bị trừ 1 nha. Rồi, tiếp tục. Có mô mình cũng lộn. GSA vẫn là 80 nè. Pereira hình như cũng vẫn là như cũ các bạn, không có gì thay đổi. Pereira vẫn là chỉ số là 78 các bạn. Và anh đã chuyển từ DM xuống thành CB luôn rồi các bạn. Pereira đã bị đẩy xuống thành CB luôn nha. Đợt này rồi mình thấy nó thay đổi vị trí khá nhiều các bạn. Bị chạy xuống CB luôn này. Rồi tiếp tục Samba các bạn. Samba như là tăng một chỉ số so với cái bảng cũ của cầu thủ này là 78 các bạn. Price Samba các bạn. Price Samba là vị trí là thủ môn và anh được tăng là cộng 1 nha các bạn. Đây. Thì bây giờ mình sẽ làm nóng trước đây. Dimarco không có gì thay đổi các bạn. Dimarco vẫn là LWB và vẫn chỉ số là 81 nha, không có gì thay đổi so với cái bảng cũ luôn. Ok, rồi. Tiếp tục. Ở đây thì mình sẽ vào Scott. Ở đây nó mình nãy mình đã vừa mới Scott xong, nó là Stigan code các bạn, từ từ này hơi khó đọc. Tsigan code thì ở đây thì nó sẽ tăng được hai chỉ số so với cái bảng cũ. Bảng cũ là 74 và cái bảng này trở lên là 76 và nó có sự điều chỉnh về cái vị trí các bạn. Cầu thủ này từ RW sang RM các bạn. Ồ, bị đẩy thấp xuống rồi. Đây. Có vẻ như cầu thủ này hợp cái vị trí này hơn các bạn. Rồi tiếp tục nha. Rồi, sử dụng thẻ xanh cái đã. Post các bạn. Post thì hình như là vẫn là 72, không có gì thay đổi các bạn. Waskin nghe giống như Oli Waskin các bạn. Post. Wow. Cái cầu thủ Post này là được cộng tới, nếu mình nhớ không lầm là điểm cầu thủ này điểm thẻ trắng các bạn. Thẻ của cầu thủ này là thẻ trắng nha. Nên khả năng cao là cầu thủ này được cộng lên tới 3 điểm luôn các bạn. Wow, cầu thủ Boss này là được cộng lên 3 điểm nha. Và như là anh được đẩy từ vị trí là CB các bạn sang RB nè. Mình nói chung là mấy cái thẻ trắng thì mình sẽ không nhớ hết được. Và mình nhớ mãi mãi là cầu thủ này là chuyển từ vị trí CB sang RB nha các bạn. Skin nghe giống Oli Watkins các bạn. Rồi tiếp tục nha. Chẳng wow Militao các bạn, cái con hàng Militao này theo mình nghĩ thì chắc nó không thay đổi gì rồi. Militao thì chỉ số vẫn như cũ nha, vẫn là 83 các bạn. Nên mình cứ mình để mình ngó sơ xem là cái chỉ số phụ có thay đổi không các bạn. Không các bạn, cái chỉ số phụ không có gì thay đổi nha. CP luôn. Ok. Rồi, làm một thẻ vàng cho nó máu nè. Đó, cầu thủ lạ các bạn, Jonas Quinn. Không biết cơ. Quinn. Cầu thủ này thì vẫn là 74 so với những cũ các bạn, không có gì thay đổi. Mình sẽ có thẻ vàng, mình ra cái nó thời tiết ha. Đây, thẻ trắng nha. Tiếp tục, không có gì hấp dẫn các bạn. Nhìn hơi giống Thua Đình các bạn, cái cầu thủ hồi nãy mình mới scout ra. Này là Juste các bạn,
System hình như là có cái, như phiên bản cũ là 72 các bạn. À không, vẫn là 73 các bạn, không có gì thay đổi ha. Ok. Không có gì hết. Bình thường các bạn. Đây. Đây Cecilio, bạn cầu thủ này thì cũng vẫn là 72, không có gì thay đổi so với phiên bản cũ nha. Không có gì đặc sắc. Chưa có cầu thủ nào nổi bật các bạn. Yuno, cầu thủ này hình như cùng quốc tịch với Aubameyang các bạn. Cái nào? Thì xanh cũng không ra các bạn. Otgas. Ilisic. Cầu thủ này lạ ta, hình như mình mới thấy lần đầu các bạn. Horvat, một cầu thủ của Hungary các bạn. Kubo. Kubo như là anh xem nhớ chỉ số cũ của Kubo. À, vẫn là 77 các bạn ơi. Vị trí cũng không thay đổi ha. Các chỉ số phụ cũng không có gì. Ở phiên bản mới này thì nó sẽ cập nhật các cái tỷ lệ đi cao các bạn. Espino, Davies các bạn. Ở cái mới này thì nó sẽ cập nhật cái tỷ lệ đi cao trên cụ thể trên từng thẻ luôn các bạn. Nó sẽ không có cập nhật, nó sẽ không có hiện ngẫu nhiên nữa. Nó không hiện lên cái tỷ lệ kia nữa mà nó sẽ cho các bạn thấy luôn. Espino các bạn, mình xem từ Espino coi. Espino như cầu thủ này được tăng chỉ số các bạn ơi. À không, Espino vẫn là 74. Ồ, có gì thay đổi nha. Rewatch của bạn Neto, hai cầu thủ này cũng không có gì thay đổi. Kuzu các bạn, hình như cái cầu thủ Masku này là thần đồng mà các bạn, sao mình thấy chỉ số có vẻ như không có gì thay đổi nha. Đây, Kuzu vui các bạn, vẫn là 59 các bạn. Cái gì thay đổi cả. Xem. Đây là một trong những cái con hàng mình thấy là có tốc độ chạy ở cái phiên bản cũ khá nhanh các bạn. Nhưng mà như đây thì bị giảm đi rồi. À không. Vẫn là 71 các bạn. Xem không có gì thay đổi hết. Ok. Kusha. Biết các bạn. Đây là Elneny các bạn. Elneny. Shula. Comet. Comet. Không biết là Comex này có thay đổi không các bạn. Vẫn là 75 các bạn, không có gì thay đổi nha. Ok.
giờ mình quên mua mấy cầu thủ rẻ các bạn. Chắc là tiền anh Scott sẽ mua những cầu thủ rẻ luôn. Minamino. Nó có ngân hàng à. Cũng khá ngon các bạn. Minamino mùa này được tăng 2 chỉ số các bạn ơi. Tăng những 2 chỉ số luôn nha. Còn cái này là Sinisteria các bạn. Vẫn là 74 các bạn. Mùi thay đổi. Fraser Enchel. Thủ Đức các bạn. Lại quên mua nữa rồi. Sẽ mua nha. Tổng giá các bạn. Để dành để nâng cấp cầu thủ. Nhưng mà mình Scott mình quên mua mục tiêu các bạn. Ando của chúng ta không được tăng chỉ số các bạn ơi. Vẫn giữ nguyên nha. Tưởng đâu là anh lại được về gần với lại Messi các bạn, nhưng mà không phải nha. Ronaldo vẫn giữ nguyên chỉ số nè. Không có gì thay đổi cả. Quá buồn. Tuy nhiên vẫn đỡ hơn là Messi đang bị giảm các bạn. Messi mình thấy là đã bị giảm, chỉ còn có 84 rồi các bạn. Làm được cái khả năng là sẽ còn giảm nữa. Đây là một cầu thủ rẻ nữa các bạn. Rẻ là phải mua nha. Không ổn lắm. Evanison này như là mình nhớ là vẫn là 75. Không có gì thay đổi các bạn. Vẫn là 75. Ô, cầu thủ rẻ quá các bạn ơi. Từ từ các bạn, để mình Scott bớt nè. Để lòng mình Disca bớt các bạn ơi. Nhiều quá. Cái giao diện nó mới rồi nè các bạn. Cái giao diện sau khi mình release đó, nó khác đi các bạn. Đây. Giao diện nó khác đi tí. Ok. Tôi crack bê các bạn, tên nghe cũng khá lạ. Scholar. Sumare. Nghe có vẻ quen quen các bạn. Đây, yes. Một cái xanh cho nó ngầu các bạn. Trời, trả ra được ai ngon các bạn ơi. Bị sụ ra. Okay. Trove đeo các bạn. Và đeo hôm nay thi đấu cũng khá tốt nha. Và ở bảng này thì không có tăng chỉ số các bạn. Mina Marin không có gì thay đổi các bạn. Là một cái thẻ vàng nha. Trời, cũng chỉ có được Poli Tano các bạn. Politano được tăng một chỉ số các bạn. Perrin. Okay. Thành Berin các bạn của đội tuyển Ý. Vẫn là 74 các bạn, không có gì thay đổi.
Nathan Babe các bạn, Ethan chứ, em của chủ tịch MB3 các bạn. Nhưng mình thấy là cũng không có gì thay đổi các bạn. Và nếu không lầm thì cầu thủ này cũng sẽ rời PSG các bạn. Giống như anh của mình các bạn, số vẫn là 58. So với phiên bản trước không có gì thay đổi nha. Otavio các bạn. Otavio thì không biết là có tăng không nhỉ. Mình nhớ kỹ lại coi. Otavio không có tăng các bạn, nhưng mà giảm chỉ số và đổi vị trí từ RM sang AM các bạn. Otavio là mình sẽ giảm đi và chuyển từ RM sang AM nha. Bây giờ mình thấy cũng khá nhiều sự thay đổi vị trí. Này là Bailey. Bailey này mình cũng ít gặp nên mình không biết các bạn. Chung là bạn nào biết cái chỉ số cầu thủ nào mà có tăng hay giảm á, các bạn comment bên dưới cho mọi người cùng nắm nha. Cầu thủ này thì mình chưa biết các bạn. Gundogan các bạn. Gundogan như là cũng không có gì thay đổi các bạn. So với bạn à, trước đó thì mình thấy là như là không có gì thay đổi nha. Vẫn là 83 nè, xem các bạn. Cũng không có gì thay đổi. Trong tay hình như là cầu thủ của Luton các bạn. Tiếc quá là mùa này là Luton bị xuống hạng các bạn. Mới lên được bây giờ xuống hạng. Đây có hai con hàng rẻ đó các bạn. Phải rì lì bớt đi. Chung về cơ bản thì cái thẻ khi mà mình rì lì đi thì nó vẫn chỉ nhận được cái giá trị như cũ. Các bạn vẫn là một cái thẻ fitness hoặc là một thẻ technical thôi. Một thẻ vàng nữa nè. Chán các bạn, nãy giờ thẻ vàng mình Scott nó không có ra được hàng ngon các bạn. Tặng ra hàng xanh với hàng trắng không. Tioma này vẫn là 72, không có gì thay đổi. Kuenka kìa. Kuenka này phiên bản cũ vẫn là 70 các bạn, không có gì thay đổi cả. Một cái thẻ xanh nè, chán chưa. Cũng may là cũng còn mua được hai cái thẻ. Mình nên như là sắp hết chỗ chứa cầu thủ các bạn ơi. Cái bán bớt một số thủ môn đi, để nhiều quá chật sân các bạn. Ok, được nha. Đây vẫn vỡ các bạn, vẫn vỡ hình như vẫn là 84, không có gì thay đổi cả. Có sự thay đổi các bạn ơi, mình thấy cái điểm star cộng lên khá nhiều luôn nha. Tuy nhiên là nó giảm điểm pass xuống các bạn. Điểm star cộng 6 luôn nha. Wow, dữ chưa. Cộng tới 6 lần các bạn, nó lên điểm xanh luôn nha. Bát thì nó sẽ bị trừ đi 1 các bạn. Thấy sau cái bản cũ thì bát nó tới 85 lần các bạn. Còn ở cái bản mới này thì nó chỉ có 84 thôi. Giảm đi các bạn. Và cái điểm xu cũng bị giảm đi 2 luôn các bạn ơi. Điểm số cũng giảm đi 2 luôn á.
collagen các bạn. Để mình collagen. Mấy cầu thủ rẻ để dành, lỡ có cầu thủ nào mình ưng cái bụng thì mình sẽ mua để mình nâng cấp nha. Classen là 71 các bạn, không gì thay đổi so với bạn cũ. Còn vị trí đó luôn. Scott thẻ xanh nữa nè. Delegas quá. Chưa biết là mình sẽ nâng nào, nhưng mà cứ bôi bôi sẽ xóa đi các bạn. Đây là một cầu thủ người Pháp rồi. Đợt này là Kanté đã quay trở lại các bạn. Và thấy cái chỉ số mới, cái chỉ số ở cái bảng này của Kanté là 80 các bạn. Vẫn còn vàng lắm. Ceballos các bạn, cầu thủ này mình cũng ít gặp. Thấy mặc áo thì chắc là đang chơi cho Madrid, Real Madrid các bạn. Nhưng mà nghe lạ quá. Chắc cầu thủ mới các bạn. Siêu bà lộn. Một cái thế xanh nữa. Cứ lo các bạn, không biết. Udawi. Chỗ này thì mình cũng có gặp vài lần các bạn. Chỗ nào thường mình chơi thì mình sẽ không nhớ hết được các cầu thủ các bạn. Nhưng mà mãi thôi. Các bạn không có gì thay đổi. Chỉ còn có mấy nghìn nữa thôi là mình trở thành người vô sản các bạn. Đập một cái thẻ vàng nào. Hay thiệt. Lần nào đập thẻ vàng cũng đang mấy cái thẻ cù mí á các bạn. Thôi. Quyết định rồi, đập thẻ trắng rồi, đó. Thẻ trắng mà nó còn ra được cái thẻ xanh các bạn. Mandragora các bạn. Mandragora. Đó là 71, không gì thay đổi. Đừng bấm lậu mua nha. Uổn tiền lắm. Mohamed các bạn thủ hay cặp nè. Ackley. Cầu thủ này mình thấy hay đá cặp chung với lại Salah trên tuyển các bạn. 70 nè. Còn Ackley thì mình coi thử Ackley có gì thay đổi không. À, mình đang coi nhầm là Ackley của Maroc các bạn. Morocco các bạn. Có luôn, Ashley luôn các bạn. Rồi, Ashley để sau đi, Ashley không phải nhân vật mà mình đang tìm kiếm các bạn. Felix Piraclo. Một cái thẻ xanh. Chiesa các bạn. Không biết có cái bà con gì với Chiesa kia không các bạn. Thẻ xanh nữa nè. Là phone các bạn. Hình như là phone vẫn là 76, không có gì thay đổi luôn. Nếu không lầm. Nếu không lầm là phone là không có gì thay đổi nha. Tiếp tục đi. Galeno các bạn. Cầu thủ này có cái điểm speed và cái điểm ACC cũng khá đều các bạn. 85. Những cũ thì vẫn là 76, không có gì thay đổi. Kỳ Henry Quy các bạn. Cái nhà thi đấu của mình vẫn chưa có mở hết các bạn, nên là nó chỉ được hạn chế thôi. Giờ bán cầu thủ thì lại tiếc, không biết bán ai. Để mình coi bảng này ai lên để bán bớt các bạn.
một cái thẻ xanh nữa nè cho có niềm tin vào đời. Đây lại là vang vd các bạn. Tôi cần một luồng gió mới toàn luôn các bạn. Ray cho bạn thấy gì không ạ? Gadela các bạn, cầu thủ có cái chiều cao thủ môn các bạn, có chiều cao rồi rất mạnh đây. Thủ môn có chiều cao cao nhất trong các thủ môn các bạn. Hôm bữa mình tưởng Bostrom cao nhất nhưng mà không phải nha các bạn. Cầu thủ này mới là cao nhất. Đây, lại full nữa, tức quá đi. Thấy skin hết gì, hình như mùa này cũng chỉ có vẫn là 90 nên mình sẽ bỏ luôn các bạn. Không quan trọng nha. Đây. Tôi tìm chỗ cho các đồng đội mới các bạn. Oplap các bạn, Oplap hình như vẫn là 82. Không có gì thay đổi. Nó vẫn là 82 nha. Chỉ số cũng không thay đổi luôn các bạn. Không thể thẻ trắng coi vậy chứ mà mình score thẻ trắng có khi nó còn ngon hơn mình score cái thẻ xanh lại thẻ vàng các bạn. Đời đúng là không như là mơ luôn. Kunha các bạn vẫn là 76 nha. Kunha chơi khá tốt rồi. Thiao. Nếu không làm thì Thiao này có tăng nè. Thiao của thủ người Đức các bạn. Ồ, Thiao cũng không tăng nha các bạn. Thiao vẫn 73. Đây mình thấy cái Heaton các bạn 68, không có gì thay đổi luôn. Quả nóc Ozot quá ngon các bạn ơi. Quá đã luôn. Cái này Pedro Smith. Chứ mỗi thẻ trắng thì cái discount nó chỉ tầm khoảng 2-4% các bạn, chủ yếu là 2 thôi. Chứ còn 4 thì cũng ít thấy. Chưa thấy các bạn. Nãy giờ mình chỉ được 2 hoặc 3 thôi. Thấy cầu thủ môn mà thấy có đồ chơi các bạn. Quá ngon lành. Watcher mà giờ có thêm cầu thủ này quá đã luôn các bạn. Gold Carvet mua luôn rẻ 19 nè. 19 xu. Sợ hết pin giữa chừng các bạn. Jacobet Willis đặt niềm tin vào thẻ xanh một lần là Robert Dale các bạn. Chán chưa, tôi không tin nữa. Unan các bạn, cầu thủ này lạ ta. Thủ phụ của như cái này là Thổ Nhĩ Kỳ các bạn. Ồ, vẫn là 74, không gì thay đổi. Doku, để mình xem Doku như không có gì thay đổi luôn, vẫn vị trí đó, những con số đó các bạn. Cô có vẻ từ lúc được mang về tới lúc bây giờ thì không có gì thay đổi cả. Kelleher các bạn. Không mua thẻ xanh nữa các bạn. Vì tôi đã bị lừa nhiều quá rồi. Bây giờ tê cái giò quá các bạn ơi. Bây giờ ngồi Scott mà tê cái giò luôn á. Để tranh thủ cho con nó uống sữa xong mới ra chơi tiếp được các bạn. Nịt được mấy con Scott, được mấy cái con hàng cái rẻ
đêm khuya các bạn, giống kiểu ban đêm nhà phát hành nó hạ giá ghê, hạ giá cổ thủ vậy các bạn. Discount được 3 rồi. Cho mình mua cầu thủ rẻ thì nó discount 3-4% thì mình thấy nó cũng không có gì khác bọt các bạn. Manolas. Manolas. Vẫn là 72 các bạn. Lembeck. Camada. Cũng để dành cho sắp hết tiền rồi đó. Mấy nay cày Ishaka các bạn ơi, Ishaka đúng như dự đoán là Ishaka đã lên được cộng 1 các bạn. Wow. Lên được 80 rồi nè. Chúc mừng Ishaka các bạn. Đúng là anh về Bayer. Ở đó anh về Leverkusen các bạn, dưới cá gặp nước luôn. Tuyệt vời nha. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa mua các bạn. Ishaka mình sẽ chưa mua nha. Vì mình đang bận Scott các bạn. Và anh được chuyển từ cái vị trí là CM các bạn qua thi đấu ở cái vị trí là DM nha. Ishaka là cộng 1 và từ CM qua DM luôn các bạn. Các bạn làm hơi lâu vì mình cần phải tra lại thông tin các bạn. Em Belmore. Em Pumo các bạn. Cầu thủ này thì mình cũng gặp nhiều rồi. Hình như là vẫn là 25 thì phải, hình như vẫn là 75 các bạn, không có thay đổi. Twist Cutter. Đây thì mình có hiểu. Thon bộ rẻ các bạn. Đây, I swear. Chụp hết tiền rồi. Ồ, thêm một con hàng lạ nữa các bạn. S-Line các bạn. Nghe cái tưởng mà S-Sport Line các bạn. S-Line. Ok các bạn. Mito. Mito thì mình thấy là cầu thủ này không có vì thay đổi so với các bạn cũ các bạn, vẫn là 60. Cầu thủ này nhìn hơi có vẻ giống Genatip kìa. Fati Lucas Pesver các bạn. Là 71, không có gì thay đổi cả. Ôi, Zuma lượt này bị giảm điểm strong khá nhiều các bạn. Điểm strong của Zuma là 91. Ồ, bị giảm điểm đúng không các bạn? Zuma chỉ còn có 74 thôi. Giảm hết 1 rồi. Buồn cho ma. Chưa, bị giảm 1 rồi các bạn ơi. Không còn là con hàng độc lạ của tôi nữa, Suarez các bạn. Suarez này không biết có cắn không, chắc không đâu. Như là cái đó của Costa Rica các bạn, cầu thủ Costa Rica. Fernandez. Lần gặp được cầu thủ mà mấy chục vàng đá các bạn. Juranovic. Mình xem thử Juranovic thì hình như là mình cũng không nhớ, không ký ức, không nhớ là có cầu thủ này. Nhưng mà cộng 2 nha các bạn. Wow, Juranovic này là được tăng lên 2 chỉ số các bạn. Ngon nha. Cậu này
onsen các bạn, thủ ô Mometa 98 của Thụy Điển các bạn, chiều cao cũng khá ấn tượng. Không có gì thay đổi các bạn. Đây, tôi cần những người như thế này. 55 bạn có một cầu thủ rồi. Rodrigo không có được tăng chỉ số các bạn ơi. Tiếc quá. Rodrigo bản này là không tăng. Mình thấy là các cái chỉ số vẫn như cũ luôn. Không có gì thay đổi hết. Buồn cho Go các bạn. Cộng không cho Promotin các bạn. Chopo Martin. Mình cũng hay thỉnh thoảng gặp cái cầu thủ này các bạn. 74 chỉ số không thay đổi nha. Tiếc cho Rodrigo các bạn. Tưởng đâu là đợt này anh lên được 84 rồi. Fida Kun. Kun một cầu thủ người Đức các bạn. Không có gì thay đổi. Sắp hết tiền rồi các bạn ơi. Luciano. Giải phóng Suarez luôn. Nãy giờ mua chỉ mới đủ để nâng cấp một nửa cầu thủ rồi. Tám thẻ trắng thì mới đủ để nâng tiền rồi. Rồi bê tắc nha, như vẫn là 70 các bạn, không có thay đổi nha. Kestner các bạn. Wow, Gittner có vậy mà cộng 2 luôn các bạn ơi. Wow. Checky các bạn. Checky thì không biết có cộng không. Để kiểm tra thông tin nha. Cherokee. Vẫn 70 các bạn, vẫn rơm hả? Không có gì thay đổi. Rồi, đợi mình tí nha.